chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để hạ baud rate của con EP826601 này từ baud rate mặc định của nhà sản xuất là 115200 xuống baud rate là 9600 để chúng ta có thể sử dụng được thư viện software CD trên IDE của Arduino. Đây thì ở đây mình có một cái mạch mình đã làm sẵn để kết nối ESP thông qua USB to TTL FT232. Thì cái phương pháp này thì sẽ chỉ áp dụng cho những con ESP mà của chúng ta mà đang chạy ở cái bao 115200, tức là các bạn sẽ phải khi ở bao để bao 115200 thì nó phải còn AT được, tức là nó không bị mất firm. Đây thì ở đây mình sẽ thử đây, bạn để thấy là con EP của mình ở bao 115200 đúng không ạ, thì chúng ta vẫn đang thực hiện được cái lệnh AT bình thường. Đấy. Sau đây thì mình sẽ sử dụng phần mềm này để hạ bao con này xuống. Các bạn vào tool config device, các bạn chọn cùng con là con 5, các bạn bấm open. Ok, kết nối thành công. Các bạn bấm. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải kéo chân 0, GPIO 0 xuống đất đúng không? Đây. Các bạn bấm connect. Đây. Xong các bạn vào phần này. Các bạn xuống mục thứ tư. Rồi. Đây. Các bạn sẽ chọn. Đây các bạn sẽ chọn cái firm này. Đây, các bạn bấm download. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta ở đây chúng ta sẽ có một con led màu xanh dương, led TXD thì chúng ta sẽ blink liên tục. Các bạn có thể thấy là ở trên USB to TTL của chúng ta cũng sẽ đèn TXD cũng sẽ nháy liên tục. Sau khi load xong cái firm này thì chúng ta sẽ viết phần mềm này đi. Bây giờ mình sẽ thử đáy bao là 115200. Mình bật lên, các bạn gạt trả cái chân GPIO0 lên mức 1, bấm reset. Đấy, thì các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ không nhận được dữ liệu về đúng nữa. Thì đây là chúng ta đang bị lỗi bao này. Khi mình AT đấy thì module chúng ta không nhận. Đấy, bây giờ mình sẽ ngắt kết nối đi, mình chuyển bao thành 9600, bấm connect. Đấy, thì các bạn thấy đấy, ở đây mình lại thực hiện được các lệnh AT bình thường ở cái tốc độ bao là 9600. Đây mình sẽ cấu hình cho nó phát ra wifi. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách baud rate của EP826601 từ 115200 xuống 9600.